Bây giờ thì hai đứa đang đợi mẹ ở sân bay và khoảng 10 rưỡi thì mẹ mình mới xuất hiện với một chiếc vali đầy sticker. Hello mommy. Mình đợi khoảng 1 tuần cho mẹ đủ thời gian làm quen với khí hậu bên này rồi mới dẫn mẹ đi chơi. Hôm nay trời nắng đẹp nè nên cả nhà sẽ đi dạo ngoài trời tại vườn Bách Thảo. La cà cả ngày ở ngoài trời rồi, bây giờ thì đi về thôi. Hôm nay thì tụi mình dẫn mẹ lên trung tâm chơi để cho mẹ thấy Melbourne nhộn nhịp như thế nào. Hôm nay mình còn may mắn thấy được cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần nữa. Điều này không phải là hiếm nhưng mà không phải lần nào mình cũng thấy được. Khởi động ngày mới bằng một bữa sáng nhẹ nhàng dinh dưỡng với bánh mì Pháp Le Normand bao gồm thịt nguội, phô mai brie, cà chua, salad, mù tạt Dijon và bơ. Mình cũng có gọi thêm croque monsieur nữa nhưng mà không phải là điểm nhấn ngày hôm nay rồi. Sau đó, mẹ con mình dừng chân tại một quán cà phê Nhật nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ với phong cách bài trí tinh tế giản đơn.
Mình gọi cho mẹ và em gái mỗi người một ly trà Thanh Yên nè, còn mình thì cà phê như thường lệ. Xong rồi thì tạt ngang qua thư viện gần đó để nghỉ chân và ngắm cảnh. Mình tình cờ đi ngang qua một tiệm bánh nhìn cực kỳ lung linh, mang đậm chất cổ điển luôn. Nhìn ngoài bánh xinh như vậy mà không mê sao được chứ. Cho nên mình và mẹ phải chọn liền một bàn để thưởng thức. Lớp bánh bông lan mỏng được nằm giữa hai lớp kem dày mịn màng, kem nhiều nhưng không ngấy và dính cổ. Bánh này mình thấy ngon nè. Mình thì không thích bánh tart chanh lắm vì độ chua gắt của nó, nhưng mà em mình thích nên chắc là tùy khẩu vị. Ok, lại tiếp tục ra phố. Và lần này thì gia đình mình mang theo bờ sông Yarra đến một nơi cực kỳ nổi tiếng của Melbourne để ngắm cảnh. Chỗ mình đến là tòa nhà chọc trời Erica với độ cao khoảng 285m, nhìn từ tầng 88. Với độ cao này thì cả Melbourne như được thu gọn vào tầm mắt. Giá vé bữa đó mình đi là khoảng 28 đồng cho người lớn. Lên tới trên này lỗ tai mình bị ù mấy lần luôn, cảm giác như đang trên khoang máy bay vậy á.
Lúc này thì ai cũng đã thấm mệt rồi nên mọi người cùng nhau đi ăn tối luôn rồi về. Cái món này ăn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy rất là xuất sắc nha. Sợi mì mướp rượt, gà xé tơi ăn kèm với bơ trái, sốt quế, kem và vang trắng. Rất đáng để thử. Loay hoay vậy mà cũng hết một ngày rồi, chắc cũng nên về nhà thôi. Thank you. Tuần này thì mình dẫn mẹ đến dùng bữa sáng ở chỗ làm ngoài giờ của em gái. Phải đi nó chút xíu mới được. Mình gọi cho bản thân một ly latte xinh xắn, còn mẹ là trà chai với sữa hạt. Khoảng một lúc sau thì bữa sáng cũng được mang ra với cải xoăn, xốp bí đỏ, trứng trần và nhiều loại rau củ xào sơ khác. Bữa ăn khá lành mạnh hơn mà cũng ngon nữa. Mình phải đi làm trong lúc mẹ qua chơi nên nhiều khi mỗi tuần chỉ ra ngoài được 1-2 ngày là cùng. Thì trong tuần này mình lựa một ngày nắng đẹp dẫn mẹ và em gái đi cà phê sáng. Vừa ăn đồ ngọt xong thì lại muốn ăn gì đó mặn mặn nên mọi người cùng vòng về Justin để ăn trưa. Ăn gì thì lát nữa sẽ biết ngay thôi.
Nước dùng lẩu thơm phức, vị thanh nhẹ, mì udon ăn kèm thì dai mềm, có độ đàn hồi trong kết cấu. Rồi thêm một vài miếng bò mềm lên trên là xong một chén lẩu mini. Đây thôi, bye nha.